Rồi, xin chào mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh miền Tây Sông Nước anh em mình nha. Hôm ngày lâu quá không đi chạy mọi người. Rồi chạy cũng lâu quá là chưa giá nữa. Hôm nay mình chuẩn bị giá chạy rồi mai mốt mình sẽ di chuyển tiếp mọi người. Giờ trời cũng tối rồi nè, giờ cũng rảnh rỗi thì mình cũng mang chạy ra mình chuẩn bị giá nữa nha. Hôm ngày cũng chạy cũng lâu lắm rồi đó. Chưa có giá nữa, chắc rách cũng nhiều lắm mọi người. Rách cũng có mấy lậu bị chán luôn. Giá sơ lược thì mọi người xem nha. Này mọi người, cái chạy bên đây. Đó. Chạy này chạy 6,4 nha. Cứ 40 nha mọi người. Đó. Này lâu lắm này chưa có giá nữa nè. Nhưng chắc cũng nhiều rồi. Cũng có một lọ bự lắm mọi người. Này mình giá lên lại đi. Mà chị mình sẽ đi chiến tiếp mọi người, không thể nghỉ lâu quá rồi chưa có ra xong nữa. Đó, giờ tối cũng rảnh rỗi giờ mình mang ra mình giá sẵn quay clip cho mọi người xem luôn nha. Mời mốt mình ra hai tường làm nha. Đó. Hai. Rồi, mình chuẩn bị kiếm lẩu đổ mồi lẩu lủng mình giá đó nha. Mọi người kiếm ra được một lô nha, lô này đứt có mặt nè, mặt thì rất là dễ giá nha mọi người. Đó đây đứt đây nè, đó mình sẽ cho giá đầy lên đây xuống dưới đây là xong, xong một mặt đó. Mình chuẩn bị giá lô này nha. Giờ trước tiên mình sẽ tỉa nó lại nữa nha, tỉa cho nó đẹp mọi người. Đó, gắt vậy nè. Chạy chỉ vậy. Chắc ba chữ gì mình bỏ nha mọi người. Giá cũng nhanh mọi người. Đây lên đây. Đây. Đây, lên đây. Xuống đây là xong nha. Đó. Rồi mình chuẩn bị giá lâu này thôi nha. Lâu này rất, cũng rất là đơn giản. Tiền cố định nó cái đi. Này tiền cố định lên cái nhiều người đó, lò qua cái này một cái, lò qua hai cổng, mình lò lại một cổng giữa, kéo lên đó, kéo nó cứng xong cái móc lên đây, này móc này mình canh giữa thôi, mình cột nó lại, cọc xin cho nó bằng đó. Đây canh cho nó bằng dây nha mọi người đó. Rồi cái này cũng như vậy luôn, lọn qua đây, lọn qua đây cái nữa, rồi mình sẽ kéo nó đó. Rồi kéo càng cứng càng tốt, lâu dưới này cũng vậy luôn. Nó vậy là xong. Dưới này mình cũng lọn qua đây. Mình cột nó lại. Canh cho nó đều. Xong. Mình sẽ lọn. Xó qua. Kỹ. Đó, vậy là xong nha mọi người. Một lẩu. Là giá ấy nha mọi người, giá đứt có một mặt, còn nào còn kiếm ngáy cái em đền mặt cho mọi người xem nha. Mình cắt tỉa lại đây, là mình giá đây, mình
Đó. Rồi, để mình kiếm cái lỗ mà đành mặt mình giá cho mọi người xem nha. Đây, mình cũng kiếm được cái lỗ khá to nè, mà cái lỗ này cũng dễ giá mọi người. Nó chỉ đứt hai có hai mặt à, mà không có mắc mặt nha. Đó, nó chỉ đứt thôi à. Đây, nó đứt nè. Đó. Lỗ này dễ giá rồi. Một xíu nữa mình giá cái lỗ này xong mình sẽ kiếm cái lỗ đền mặt mình giá cho mọi người xem nha. Đó. Có còn một cái lỗ rất là to, cái đền rất là nhiều mặt nữa. Đây. Lỗ này cũng đơn giản thôi. Nó không có mắc mặt mọi người. Đó. Đứt rồi. Rồi, giờ mình giá nó cho mọi người xem nha. Đầu tiên mình cũng cột giống hồi nãy này nha mọi người. Đó. Cột cố định lên nha. Rồi. Lần qua. Cái lòn qua lại rồi mình sẽ kỳ nó nha mọi người, kỳ chừng nào nó cứng thôi. Đó, đây nó cứng rồi đó, mình sẽ móc lên đây nha, móc lên cái này mình sẽ cột lại cố định cho nó đều nha mọi người. Đó. Anh ta cho nó đều dây nha. Đây. Mình sẽ lòn lại. Lòn một cái nữa. Mình sẽ gỉ. Nhìn nó cứng. Ừ. Xong rồi mình sẽ lòn giống như này. Làm như vậy luôn. Này. Lòn lại. Mình sẽ gỉ. Đó. Này còn lên tới tiếp tên mắt bên này cột lại luôn. Ừ. Mình sẽ gỉ nha, gỉ cố định đó nha. Đó, cho nó cứng. Lần qua. Rồi, mình sẽ gỉ tiếp. Rồi đó. Còn mặt cuối nữa. Rồi. Rồi. Đây, mình xong rồi nha mọi người. Đó. Mình tỉa cái cắt lại nha. Cứng rồi đó. Đây. Gì rồi đó. Rồi, cái nào đền mặt mình sẽ đền cho mọi người xem nha. Rồi, cái này gắt mặt nha mọi người. Mình sẽ đền mặt cho mọi người xem nha. Đền một mặt nha mọi người. Rồi, đầu tiên mình cũng sẽ cột cố định cho mọi người nha. Đền cho mọi người. Tiếp theo mình lòng qua bên đây nha, mình cũng làm như vậy luôn, mình cọc và mình nghĩ cho nó cứng luôn. Mình làm mặt mình canh nhanh đến điều với cái lỗ nha mọi người. Trên lòng qua mình cọc cố định đó nha. Đây.
Thì mình canh cho nó đều nha. Cái đó nó nhỏ ạ. Rồi, giờ cái mình cắt như đó nha mọi người. Mọi người đây cái lỗ này nè, chà bá lửa luôn, đầu mình chua cũng lọt đó mọi người đó. Không gì kéo cây gắt nè, dừng đền mặt ở đây nha đó, thì chưa rồi mình nhìn giá nó thôi. Đây mình vô được chân hình nha mọi người, mình chuẩn bị ra mặt nha. Canh cho nó bằng cái lưới mình nha mọi người. Tiếp tục thì bên đây nó hiếu nữa nè, mình vô lô thép. Rồi giờ chừng này nó đủ mọi người, 4 chừng rồi thì mình phải cắt cái này xuống tới đây nha, mà mình không cắt mình để lên về nha mọi người, nó cứng nha. Rồi tạm thời vậy đi.
Đây, lần này đây này xong. Okay. Đó. Đây xuống đây, đây lên đây qua đây, lụm xong. Cắt luôn nha, cho nó chắc. Đẹp bây giờ nè. Đó.